Mặc dù các ổ dịch đã được kiểm soát, nhiều ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nước ta vẫn còn hiện hữu. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa diễn ra. Hiện nay cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát. Tuy nhiên tại các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm còn hiện hữu nếu vẫn còn tình trạng chủ quan lơ là của người dân đối với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bộ y tế cho biết vẫn có thể ghi nhận các trường hợp bắt mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Các chuyên gia khuyến cáo tiếp tục thực hiện các giải pháp như chỉ đạo các địa phương xây dựng các phương án tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp đối với các nhóm đối tượng nhập cảnh khi mở lại các đường bay. Bên cạnh đó, cộng đồng thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K.